Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chịu có tấm bình phong nha, tủ lớn, bàn ghế, chanh đá với đồ đồng để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1, đầu tiên 1K. Đó. Đây là một cái khay chầu rượu nha cô chú anh chị mình ha. Em được có 2 cái mà em đã bán rồi, một bộ rồi, giờ còn một bộ nha. Đó, đường kính khay của nó luôn là 2 tấc 4. Khay này thì chất liệu bằng đồng cô chú anh chị mình ha. Hộp này cũng là hộp đồng luôn. Hộp này là 1 tấc 1 bề ngang nha. Hộp ở đây là 1 tấc 1 tấc, hộp tấc, hộp tấc 1. Đó. Bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây. Có giá là 3 triệu bao ship toàn quốc nha và bao đánh bóng luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình không đánh bóng á thì em bớt tiền ship lại nha. Đường kính 2 tấc. Đây, mã số 2K. Đó, một cái bàn ủi con gà Việt Nam xưa. Đây, hàng này hàng Việt Nam nha cô chú anh chị mình ha, liền lạc lành lặn luôn. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, có giá là 900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Một cái cân giá bằng đồng. Đây, đường kính giá cân của nó luôn là 2 tấc 2, liền lạc lành lặn luôn. Đó, chỉ có bên đây là nó bị mẻ mẻ tí xíu chỗ này thôi. Đó, bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, cái cân này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Tới một cái đồng hồ nha cô chú anh chị mình ha. Ba nồi. Đó, quên, em xin lỗi, hai búa, ba búa nha. Ba búa, hai nồi. Cao là 2 tấc 2, dài của nó luôn là 3 tấc 2, chiều sâu vô của nó luôn là 1 tấc 3. Đó. Liên lạc là lặn luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Cái này thì em bao cho cô chú anh chị mình luôn, bao đẹp luôn. Đó, máy móc thì em bao là ok, chạy là chính xác nha. Đó, cái này là hàng của Đức. Em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 5. Đó, đó chính là một cái bình rượu nha. Chiều cao của nó luôn là 2 tấc. Đó, đường kính miệng của nó luôn là 3 phân. Liên lạc luôn nha. Đó. Cái này thì có 800.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 6, một cái bình rượu luôn nha. Cao của nó luôn là 2 tấc 3, đường kính miệng là 6 phân. Hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 43. Đó. Cũng liền lạc lành lặn luôn nha. Cái này thì 850.000 em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 7K và 8K, một cặp đèn đồng cho quý anh chị mình ha. Đây, hoa văn họa tiết chạm chỗ là khỏi chê. Liền lạc lành lặn luôn. Đó, chất liệu là bằng đồng. Chiều cao của nó luôn là 5 tấc 3, bầu này hơn nửa lít dầu. Đó, mã số 7 và số 8 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng là 1 triệu 8 một cây, 1 triệu 800 ngàn một cây, bao ship toàn quốc nha. Mã số 9 và số 10, cặp đèn gốm sứ, cao là 4 tấc rưỡi, liền lạc lành lặn, bầu này hơn lít dầu. Đó, đồng giá tiền luôn nha, 1 triệu 4 một cây, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 11 và 12, cặp đèn đồng, chân đồng, họng đồng nha. Đó, bên đây là chân đồng, khúc đá và họng đồng luôn. Đó, chiều cao là 5 tấc nha quý anh chị mình ha, liền lạc lành lặn luôn, bao đẹp luôn nha. Bầu này á, là em đo đường kính ngang của nó luôn là 1 tấc 1, bầu pha lê. Đó, đồng giá tiền là 1 triệu 9 một cây, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 13 và 14 cũng là một cặp đèn Pháp luôn. Cao là 6 tấc 4, đường kính bầu là 1 tấc rưỡi. Đây là chân Atimon khúc đá cẩm thạch, đây là chưa vệ sinh chân ra nha quý anh chị mình ha. Đó, bên đây là bầu này là 1 tấc 6. Chiều cao cũng là 6 tấc 3 luôn, chân đồng luôn nha. Đó, một cây em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3 triệu 800 ngàn bao ship toàn quốc nha. Đó, một cây là 3 triệu 8 bao phí ship. Mã số 15 là một cặp bình lái thiêu. Đó, hàng này lái thiêu nha. Nguyên si lành tích. Chiều cao 6 tấc 8, đường kính miệng là 1 tấc 9. Hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 7 tấc 3. Đó, hàng này lái thiêu nha quý anh chị mình ha. Bình này bình lái thiêu. Nguyên zin nha, lành lặn. Đó, hoa văn họa tiết là long ẩn nha quý anh chị mình ha. Đó, bao đẹp luôn. Em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, cặp này một cái là 4 triệu rưỡi, một cặp là 9 triệu em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha.
Mã số 16, chiều cao là 67, đường kính miệng là 2 tấc, hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 1 mét nha. Đó, bao đẹp luôn. Đó. Đây, đồng giá tiền với cô chú chị mình luôn nha. Cặp này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 3.9 triệu. Còn một cặp duy nhất nha, 3.900.000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đây, tới mã số 17. Đó. Chiều cao là 6 tấc, đường kính miệng cũng là 2 tấc 1, hoành bụng này lớn nhất của nó luôn là 95. Đây, cặp này cũng liền lạc lành lặn luôn, tàu xưa dẻ tay. Đó, ngũ lông, lông trực diện nha cô chú chị mình ha. Đây, một con rồng trực diện rất là đẹp, 3.9 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó. Mã số 18, đó chính là một cái dĩa tàu xưa thập niên 90, đường kính ngang, đường kính em đo ngang này là 6 tấc cho cô chú chị mình ha. Đó, đường kính đo ngang là 6 tấc, liền lạc lành lặn luôn. Đó, cái này còn một cái duy nhất em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 3 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 3 triệu bao phí ship luôn. Đây, còn một bức tranh đá, tranh đá tàu xưa. Đó, khung là bằng gõ nha. Đó, mã số 19K, chiều cao là 8 tấc, chiều dài là 2 mét. Đó, tùng hạt qua mẫu đơn, rất là đẹp luôn. Còn một bức duy nhất cuối cùng em giao lưu với cô chú chị mình luôn, 6.900.000. Đó, thu hồi giá vốn lại nha. Đó, 6.900.000 một bức cuối cùng, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Mã số 20, một bộ trường kỷ nha cô chú chị mình ha, ngũ sơn. Cái thước giờ kia đâu rồi? Đó. Cái thước kia đâu rồi? Đó, bộ ngũ sơn nha cô chú chị mình ha. Đó, liền lạc lành lặn luôn nha. Ngũ sơn này rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha, cận ốc là rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Chiều dài là 1m95, lọt lòng là 1m83. Đó, bộ ngũ sơn nha cô chú chị mình ha, liền lạc lành lặn. Chiều cao là 1m1. Đó, cẩn ốc rất là nhu mì nha. Tay thì cẳng cổ đồ, bàn thì cẳng cổ đồ và mai nha, mai điểu. Đó, bàn này chiều dài của nó luôn là 1m52, bề ngang cái bàn này luôn là 5 tấc 6, chiều cao của nó luôn là 77 nha, 78. Đó, qua văn họa tiết khỏi chê chạm chỗ là không chê được chỗ nào. Đó, này là nguyên một bộ nha quý vị mình ha. Đó, nguyên một bộ rất là đẹp luôn. Đó, liền lạc lành lặn luôn nha, song thể. Chất liệu gỗ là bằng gõ đỏ nha quý vị mình ha. Bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước, có giá là 41 triệu. 41 triệu em bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. 41 triệu. Đó, mã số 21 là một tấm bình phong, chất liệu gỗ là bằng hương. Đó, tuổi đời em bao trên 50 năm. Thứ nhất, thứ hai nữa là ốc vàng chanh đỏ lửa, ốc đỏ nha. Đó, không có tẩm màu con ốc luôn. Đó, bên đây á, thì Tam Lân này nó sức một con ốc, chúng em sẽ làm con ốc mới cho quý anh chị mình ha. Nhưng mà nó vẫn, em tìm một con ốc cũ của nó để tìm tiệp vô cái màu nó luôn. Đó, còn xung quanh là không mất một con ốc nào hết. Đó, chanh này là chanh lụa nha quý anh chị mình ha, lụa dẻ tay. Đó, cái tích của nó là nhị thập tứ hiếu. Đó, nhị thập tứ hiếu nha. Tấm bình phong này một tấm như vậy là 7 tấc. Một tấm như vậy là 7 tấc nha quý anh chị mình ha. Đúng 7 tấc luôn. Cao lên là 2m8, chiều cao là 2m8, bề ngang một tấm là 7 tấc, hai người ginh mới nổi nha. Đó. Đây, thứ nhất, thứ hai nữa, ốc là em bao vàng chanh đỏ lửa, quay gõ ốc cho cô chú chị mình thấy nha. Đây, đó, quay từ chi tiết một luôn. Đó, cho cô chú chị mình thấy những con ốc nó lên màu nha cô chú chị mình ha. Đó, bao đẹp cho quý cô chú chị mình luôn nha. Đó, ốc này nói chung là em quay hiện thật ở ngoài, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, không chê được chỗ nào hết. Nhị thập tứ hiếu, 6 bức đề mà ghép lại thì bề ngang nó 4m2. Đó. Đây, tuổi đời thì em bao là trên 50 năm cho quý anh chị mình ha. Từ Bắc vô Nam chỉ có một tấm một duy nhất thôi. Đó, không có tấm thứ hai, nhị thập tứ hiếu. Rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn.
Bức này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước, bao ship toàn quốc 210 triệu. 210 triệu là em bao ship toàn quốc nha. Còn nếu mình ở gần thì em sẽ bớt tiền ship lại nha. Bức này rất là nặng nha cô chú chị mình ha. Thứ nhất nó nặng, thứ hai nữa nó dài. Đó, những cái bát này là bát đồng là vẫn còn nguyên zin luôn nha. Đó, tuổi đời là trên 50 năm bằng hương. Đó, chất lượng gỗ là bằng hương nha. Bao đẹp cho quý chị mình luôn. Đó, nhị thập tứ hiếu, tranh lụa vẽ tay. Đó, 210 triệu là bao ship toàn quốc. Mã số 22, một cái tủ. Tủ này có thể nặng lên, nặng của nó khoảng cỡ tấn rưỡi, cỡ một tấn rưỡi nha, cỡ một tấn rưỡi. Đó, chiều cao của nó luôn đo chính xác là 3m3. Hai mặt. Đó, chiều cao là 3m3. Bề dài của nó luôn, bề ngang của nó luôn nha. Bề ngang á, bề ngang chiều dài á là 3m, chiều sâu vô là 8 tấc, lớn nhất nha. Nhỏ nhất của nó luôn là khoảng 6 tấc. Chiều sâu vô là 8 tấc, nó hai mặt nha quý vị mình ha. Đó, mặt đằng trước đằng sau nó y gan với nhau, không sai một nét nào. Đây là mặt trước, mặt sau nó cũng y gan như vậy. Đó, cũng là ba cánh cửa, mặt sau nó cũng là ba cánh cửa. Ở trên đây là nó gồm có là một ngăn, hai ngăn, ba ngăn để mình trưng đồ. Dưới đây thì nó có một dẹt tủ nhỏ là tổng cộng là hai cánh, bốn cánh, sáu cánh, sáu cánh tủ nhỏ. Đó, nó chia ra làm ba thớt nha, cái mão. Đó, dưới cái cục này là một cánh giữa. Cục này là hai bên, giống như là tam đa phúc lộc thọ vậy đó, ba cục. Đó, cái mão là chụp lên. Tất cả đều là xài mộng hết trơn cái tủ này nha, nặng khoảng một tấn rưỡi. Chân là 10 chân nha. Đó, bao đẹp cho quý anh chị mình luôn. Tủ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn nha. Có giá là 200 triệu em bao phí ship cho quý anh chị mình luôn. Là 1000 cây số nha. Đó, thấy như vậy chứ nó nặng, nó bự lắm nha cô chú anh chị mình ha. 200 triệu bao phí ship 1000 cây số. Cô chú anh chị mình nếu mà có mà nhu cầu thì cứ liên hệ với em chụp hình gửi Zalo cho quý anh chị mình biết thêm chi tiết. Không mất một con ốc nào hết trơn nha. Chất liệu gỗ này là bằng gỗ đỏ. Em bao hàng cho quý anh chị mình luôn. Tuổi đời cái tủ này tầm khoảng cỡ 30 năm cho đến 50 năm trở lên. Đó, bao cho quý anh chị mình về test cây thử luôn nha. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các quý vị mình trong thời gian qua ủng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.